bị nè. 1, 2, 3. Có lẽ là chúng tôi xin mời các chị phóng viên đã chia sẻ cho chúng ta nha. Xin phép mời một chị đấy. Vâng, xin mời chị. Vâng, xin chào chị. Đầu tiên thì chị có thể cho mọi người biết là cảm xúc của chị khi mà xem xong cái trailer ngắn rồi, mặc dù mình chưa xem tập 1 của bộ phim, thì cái điều mình... Đây là một nhân vật mà Vinh thật sự là phải lội ngược lại cơ thể của mình. Vinh phải xác định là mình phải tăng ký lên. Trong thời đoạn giai đoạn bấm máy thì Vinh rất là stress khi mình bị mập lên, mình nhìn nó rất là khiếp á. Kiểu mà mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ mập tới mức như vậy. Cái thứ hai là có một số tính cách mà mình ở bình thường Vinh không thích cái tính cách như vậy. Ví dụ như Vinh là người cũng không thích môn cờ bạc lắm, thì cái nhân vật này là nhân vật cực kỳ thích, rồi Vinh cũng phải tìm hiểu, rồi Vinh ham ăn này kia, thì cuối cùng thì may mắn thì cũng nhờ dì Thảo rồi động viên mọi cái, mọi cái nhân vật này cũng theo Vinh nghĩ là nó cũng khá là hoàn chỉnh đấy. Yeah. Có những cái tính cách mà Vinh thích đó, nhưng mà tại sao anh Vinh lại nhận cái vai diễn này? Vinh thì Vinh nghĩ diễn viên tụi Vinh á. À, khi mình nhận được một cái vai mà thách thức với mình á, những cái gì mình nghĩ là mình không làm được á, nó là một cái sự thú vị, nó là một cái sự hấp dẫn đối với nghề. Và mình sẽ trăn trở với nó. Vinh thích những cái dạng vai nó khác biệt như vậy. Và Vinh cũng không phải là người thích làm lại cái vai nào đã đóng khung rồi. Cho nên lần này Vinh rất thích cái vai này. Yeah. À, phim này thì Vinh với Ngân gọi là cũng không có cùng tuyến lắm, là anh em trong nhà, nhưng mà cái câu chuyện xung đột thì lại Ngân với lại Nhã Phương thì nhiều hơn. Vinh chỉ chứng kiến cảnh hai chị em đánh lộn thôi, rồi thấy thế thôi, cũng không có gì gọi là kết nối nhiều trong cái phim này. Yeah. Trong phim thì hình như là cái Ngân đóng vai bác sĩ đúng không ạ? Bác sĩ. Vinh thì Vinh nghĩ khác chứ. Ở mỗi cái nhân vật trong phim này so với lại những anh chị diễn viên bên ngoài đều khác hết. Thì đó là cái sự thú vị. Vinh không biết có phải là ý đồ của dì Thảo không, nhưng mà đây là một cái thách thức, một cái trải nghiệm cho tất cả các diễn viên. Và Ngân trong phim này cũng rất khác. Yeah. Điều gì nó cũng nên chọn cái nhân vật này không? Sự khác biệt, sự chưa bao giờ gọi là mình nghĩ mình sẽ làm một cái con người như vậy. Diễn viên tụi Vinh giống như là một cái người có cái cơ hội đi du lịch trong cái cuộc đời người khác vậy đó. Mình phải tìm hiểu, mình phải vào trong luôn. Và khi mình vào set quay thì mình phải là cái người đó luôn. Thì đó là một cái trải nghiệm. Và cái điều thứ hai Vinh nghĩ là phải là do đạo diễn này. Chị Thảo là một cái người mà cho Vinh nhìn thấy chị có một cái thao thức rất lớn với cái kịch bản. Chị chỉnh chu từng từ một, từng ý một. Và nó còn nhiều lớp ý trong đó nữa, thì Vinh rất cảm thấy hạnh phúc khi mà mình được làm việc với một cái người đầu tàu như vậy. Yeah. Đây là lần thứ hai anh đóng phim với lại Nhã Phương đúng không ạ? Lần đúng rồi. Đóng phim hôm sau, đúng rồi. Phim này. Thì không biết là anh có bất ngờ với cái vai diễn của chị không? Wow, rất bất ngờ. Sau phim này thì Vinh với Phương thì được nói chuyện nhiều hơn. Và khác biệt lắm, khác biệt lắm. Và Vinh nghĩ đây sẽ là một cái vai mà đánh dấu cho cái sự nghiệp của Nhã Phương. Nó khác biệt một cách tuyệt vời. Mình không có chứng kiến nhiều cái cảnh Phương đóng, nó qua một vài đoạn thôi. Rồi qua cái đoạn trailer thì mình thấy wow, mình không nghĩ là Phương có thể lột xác hoàn chỉnh như vậy. Và làm mình rất là hương phấn với cái vai đó. Yeah. Nhưng mà anh có sợ là bị so sánh với bạn Kinh Hàng không? Mình nghĩ không đâu. Vinh nghĩ là mỗi bộ phim Việt Nam mình làm lại thì cái tính Việt hóa, cái tính con người nó làm rất tốt, đặc biệt là bộ phim này. Vinh nghĩ thì khi mà mình
mình đang đón nhận một bộ phim á, với một cái sự đầu tư về tinh thần, chất xám, mọi cái nó bài bản như vậy, thì chúng ta không nên nghĩ về cái chuyện là remake so sánh gì hết. Bởi vì nó làm cho chính chúng ta bị mất cái mood để mình xem phim. Hãy xem nó một cách trọn vẹn như như ngày mới bắt đầu thôi. Anh nghĩ là bên ngoài có một cái gia đình nào anh chơi như trong phim như vậy không? Vinh hy vọng là không. Bởi vì nó tệ lắm. Mọi cái nó như thế nào nhỉ? Nhiều phim mà phải có nhiều cái xung đột. Nếu mà cuộc đời ở ngoài mình chịu liên tục như vậy thì chắc mình chịu không nổi đâu. Nhưng mà Vinh chắc chắn một điều là ở mỗi gia đình chúng ta đều có một phần của câu chuyện trong đây. Cái đó là việc Vinh chắc chắn. Là việc Vinh chắc chắn luôn. Cái điều lớn nhất đó là chúng ta chưa bao giờ hỏi là chúng ta đã hiểu người khác chưa, mà luôn đòi người ta phải hiểu mình. Thì đây là cái Vinh nghĩ là ai cũng bị hết, ai cũng đã từng hết. Nếu vậy thì Vinh cảm ơn Ngân thôi. Tại vì Vinh nghĩ mình sống tử tế thì người ta khen thôi.